Em thích đi đâu? Thì em thích cái chỗ nào mà nó riêng tư một chút chút đi. Tư à? Kể ra là xem phim mà đã riêng tư rồi này. Em muốn riêng tư hơn. Hay là mình đi thư viện đi anh. Thư viện em thấy vừa riêng tư này mà lại còn yên tĩnh nữa. Anh chả hiểu em cái gì cả. Ủa gì đó?